Rồi, ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu làm các bạn nhá. Bây giờ mình cùng nhau khởi động với câu 1 nào. Chỗ trường em mới bùng dịch á. Trời ơi, thiệt là buồn lòng mấy đứa ơi. Chào Hà Hiên nha. Thì nó dễ thật mà. Thật luôn, hôm nay mấy cái cấu trúc này nó dễ lắm với các bạn. Cấu trúc nhờ và ai làm cái gì á. Chẳng qua là trong đây có một số cái thì các bạn cần lưu ý, kiểu nó là một, nó đi theo bộ ấy, nó là cấu trúc, các bạn không biết thì phải chịu thôi, chứ còn cái mà liên quan đến ngữ pháp thì nó dễ ẻ mà. Rồi bây giờ chúng mình cùng làm bài nhá. Khởi động nào. Câu 1 của chúng ta như sau. Câu 1: Robots are machines. There is no need for sleep. Chỗ này là mình đang cần điền một là liên từ đúng không ạ? Xem nào. Xem cái gì phù hợp bây giờ, các bạn đang chọn đáp cái gì? Một một bờ. Xin chào Hằng nhé, một bờ là đúng rồi này. As ở đây nghĩa là gì nhỉ? Là bởi vì đúng không ạ? Bởi vì robot nó là máy á, nên mà không cần phải ngủ, đúng rồi. Thì cái này là nó bằng với cái từ because này các bạn này, được chưa? Vì vậy cái câu 1 đáp án sẽ là bờ nhá, một baby một bờ. Ok, done. Đó. Phương Linh ơi, nay dịch căng thẳng. Cô biết mà. Chỗ quê nhà cô ấy, hôm nay thằng em cô vừa mới gọi điện ra bảo là chị ơi, trời ơi, bùng dịch ở bệnh viện rồi. Đấy các bạn cứ biết đấy, kiểu cứ bệnh viện này hoặc là chợ đầu mối ấy, các kiểu. Nhưng mà có F0 ở những cái chỗ đấy thì gọi là toang, rất toang luôn. Mà ở Thanh Hóa thì vừa mới bị bùng dịch ở một bệnh viện. Cái đợt trước thì cũng có người đi từ nông cống đi tắm ma ở thành phố ấy. Ôi trời ơi, nói chung là những cái nơi cứ tập trung nhiều người lạ với nhau như thế thì cái nguy cơ bùng dịch nó rất là cao luôn á. Nói chung là sợ hãi các kiểu. Rồi tiếp theo nhá, tiếp theo cái câu 2 của chúng ta như sau. The students got the librarian chấm 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 books for them. Cái thứ nhất, cái từ librarian, cái này là thủ thư các bạn nhé. Thủ thư tức là người ở thư viện á, trông coi thư viện rồi sẽ giải quyết những cái trường hợp các bạn mượn sách hay là trả sách các kiểu á. Thì ở đây là mình sẽ có cái cấu trúc là gì nhỉ? Cái cấu trúc là nhà cô gần bệnh viện Hợp Lực em ạ, cô biết mà. Đau khổ, nhà cô cách có 500 m thôi. Cô cũng đang sợ đây, sợ mọi người ở nhà. Thì ở đây mình có cái cấu trúc là get somebody to do something, là nhờ ai làm gì, được không ạ? Get somebody to do something là nhờ ai làm gì. Nó bằng với cấu trúc là have somebody do something ấy các bạn. Đấy, nói chung là cái phần ngữ pháp của cái unit 7 này nó chỉ loanh quanh có mỗi mấy cái cấu trúc get somebody to do something với lại have a something, have a somebody do something thôi các bạn, rất là dễ luôn. Thì cái chỗ này áp dụng cấu trúc thì sẽ là học sinh nhờ thủ thư mua sách giúp họ, đúng không ạ? Thì ở đây đáp án sẽ là to buy. Rồi nhá, câu 2 đáp án là bờ, bingo. Tiếp theo câu 3, làm nhanh, cái này rất là dễ. John had just had his brother chấm 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 a house for him on Fifth Avenue. John thì sao ạ? Nhờ anh trai, yêu cầu anh trai xây cho một ngôi nhà ở đại lộ số 5. Ui khiếp, nhờ được quả này thì đúng là người Anh quốc dân luôn các bạn nhở. Thì cái chỗ này á, đáp án của chúng ta sẽ là đây, áp dụng cấu trúc là have somebody do something đúng không ạ? Thì chỗ này sẽ không còn do nữa, nhưng mà câu 3 của chúng ta sẽ là bờ chứ. Thành ơi, tại sao em lại là build, tại sao lại là phân từ hai nhỉ? Cái vế này của chúng ta nó đang là gì ạ? Nó đang là chủ động mà, thì ba phải là bờ chứ. Xin chào nhà trợ lý, xin chào mày đến nhá. Thì cái câu này ba phải là bờ này các bạn ơi. Và cái từ gì đây nhỉ? Từ avenue, avenue nghĩa là đại lộ các bạn nhá. Đây này, giữa đại lộ Đông Tây có mình cầm đôi tay á, thì cái chỗ avenue này là đại lộ đấy nhá. Đây là đại lộ số 5. Avenue, avenue trong âm dương và âm thứ nhất. Âm u này là u dài, avenue được chưa? Nghĩa là đại lộ. Ok, thì cái câu 3 này đáp án sẽ là bờ nè. Rồi, tiếp theo nhá. Ẩn cái gì ở Hoàng Linh? Làm bài đi. Cứ làm đi, nào, cấu trúc dễ lắm. Let's have our waiter chấm 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 some coffee. Đây lại tiếp tục là cái cấu trúc nhờ vả đấy các bạn này. Have somebody thì phải là do something đúng không ạ? Hãy nhờ anh bồi bàn mang lại cho chút cà phê, thì sẽ là have somebody do something là động từ bất nguyên đúng không? Thì đáp án của chúng ta sẽ là bring. Let's have our waiter bring some coffee. 4 4A nhá. 4A. 4A chứ Ngọc Yến ơi. Xin chào Ngô Cường, xin chào Thiết Kha. Yến ơi Yến, cái cấu trúc này mà. Nào, cấu trúc này phải lưu ý các bạn ơi. Được chưa? Đây nhá, have somebody do something, đây này, have này, somebody này, do something thì phải là bring nhá, chứ không thể to bring được đâu ạ. Khiêm đẹp trai nhất lớp được chưa?
Tiếp theo câu 5 của chúng ta như sau nhá. Câu 5 tương tự này. You ought to have your coat. Chấm chấm chấm. Bạn nên có cái áo khoác của mình được như thế nào? Thì lúc nãy nhá, mình đang có cái cấu trúc khẳng định đây là nhờ ai làm gì đúng không ạ? Cái này là khẳng định. À nhầm, chết lại khẳng định. Cái này là chủ động. Thế bây giờ bị động của nó sẽ là cái gì? Bị động thì sẽ là có cái gì được làm bởi ai đúng không ạ? Thì sẽ là have hoặc là động từ get something done, tức là have get này hoặc là động từ get này, something là một cái vật gì đấy này, done ở đây tức là các bạn phải chia phân từ hai á. Ví dụ như chỗ này, bạn nên có cái áo được làm sạch và là phẳng đúng không ạ? Thì chỗ này rõ ràng người ta ẩn cái mặt đối tượng được nhờ là by somebody đi này. Đấy, để cho nó thành cái bị động thì chỗ này mình phải chọn là phân từ hai các bạn nhé, nên đáp án của chúng ta sẽ là cleaned and pressed. Vì vậy cái câu 5 này đáp án sẽ là bờ, được chưa ạ? 5 bờ nhá. Rồi câu 6. Ý, 5 bờ chứ, khiêm ơi là khiêm. Khiêm ơi là khiêm. Các bạn ơi phải chú ý nhá, với cái cấu trúc mà nhờ và ai làm gì hay có cái gì được làm á, là các bạn cứ phải xem nó là chủ động hay là bị động, phân biệt có mỗi cái vậy thôi à. Đó là cái phần ngữ pháp trọng tâm của Unit 7 á các bạn, thấy dễ không? Dễ lắm. Tiếp theo nhá. Tiếp theo cái câu gì nhỉ? Câu 6 của chúng ta, khiếp nó hơi dài dài tí nhưng mà thực ra nó cũng dễ lắm. Câu 6 nhá. The term artificial intelligence was originally chấm chấm chấm. Cái thuật ngữ AI này, trí tuệ nhân tạo này á, thì sao ạ? Thì khởi nguồn của nó là như thế nào bởi cái ông John McCarthy này ở hội nghị á, trong cái hội nghị mà ông ta như thế nào đó rằng là thì cái câu 6 này các bạn chọn cái gì cái đã nào? Câu 6 các bạn đang chọn A. Đúng rồi, câu 6 A các bạn ạ. Cái thứ nhất là mình phải có cái động từ đầu tiên này. Was originally formed by somebody, tức là được hình thành bởi ai, tức là cái ông này này, cái ông John này này, ông ấy hình thành ra, ông là cha đẻ của cái thuật ngữ trí tuệ nhân tạo này, được chưa? Tại một cái hội nghị, trong cái hội nghị này ông ta đã định nghĩa nó, tức là định nghĩa cái AI này là cái gì, được chưa? Thì mình sẽ có cái động từ define, nghĩa là định nghĩa các bạn nhé. Define là định nghĩa. Định nghĩa. Thì ông này đã định nghĩa cái AI là gì? The science and engineering of making intelligent machines. Tức là khoa học và kỹ thuật để tạo nên những cái máy móc mà thông minh á, được chưa? Rồi nhá, ở đây mình có cái động từ define, nghĩa là định nghĩa. Ok, rồi tiếp theo câu 7 của chúng ta như sau. Câu 7 nhá, câu 7. We couldn't afford to... chấm 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 this car repaired. Ôi, anh ta không có khả năng có cái xe được sửa, đúng không ạ? Thì ở đây là something này, done này, thì mình sẽ dùng cái cấu trúc gì? Get hoặc là have đúng không? Have hoặc là get, something done là có cái gì được làm gì. Thì ở đây đáp án của chúng ta sẽ là D thôi. Thì sẽ là động từ get, anh ta không có khả năng là có cái xe của mình được được sửa, được chưa ạ? Get something done, ok nhá. Tiếp theo câu 8, câu 8 này dễ này, tại vì cái động từ này ấy, làm đến cái lần này cũng là lần thứ ba rồi á, nên đừng có đứa nào mà không nhớ cái hand in nó là gì á. Hand in là gì ạ? The teacher had the students. Giáo viên thì có học sinh như thế nào bài test đây? Có học sinh là nộp bài test, được chưa? Đây là cấu trúc have somebody do something. Có ai đó làm cái gì, nhờ ai đó làm cái gì, yêu cầu ai đó làm cái gì, được chưa? Thì là have này, somebody này, do something thì chắc chắn sẽ là hand in rồi. Thì đáp án của chúng ta sẽ là A các bạn nhé. Và cái từ hand in the test tức là nộp bài kiểm tra. Nộp bài kiểm tra, cái từ hand in nghĩa là nộp các bạn nhé. Ví dụ kiểu mấy đứa nộp bài tập cho cô đi, sẽ là hand in your assignment đó, kiểu như vậy á. Hand in tức là nộp bài, được chưa? Hand in nộp bài nhá. Thì cái câu 8 này đáp án của chúng ta sẽ là A nhá. Tiếp theo 9. Ủa rồi, cái câu 9 này bị trùng mất rồi, bị trùng, nói chung là khoanh nhẹ nhàng cái. Sẽ là bờ luôn, lúc nãy làm rồi đúng không ạ? The student got the librarian to buy books for them. Ok, bỏ qua nhanh nhanh này. Tiếp theo câu 10. Cái câu 10, artificial intelligence chấm 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 to the intelligence of machinery. Tức là gì ạ? Cái trí tuệ nhân tạo này á, chấm chấm chấm, ở đây mình đang bị thiếu một cái động từ đúng không ạ? Thiếu động từ. Thế bây giờ mình nhìn xuống xem cái gì nó đi với cái giới từ to này hả các bạn?
Thì ở đây, xin chào Ngọc Hân nhá, xin chào Hoàng Lê. Ở đây mình sẽ có cái động từ là refer các bạn nhé. Refer to tức là đề cập đến. Refer to something, đề cập đến cái gì. Ủa sao tự dưng nó lại nhảy ra cái kiểu chữ khác nhỉ? Chả hiểu. Refer to something tức là đề cập đến cái gì các bạn nhé, được chưa ạ? Rồi, thì cái trí tuệ nhân tạo này là đề cập đến cái sự thông minh của máy móc. Đáp án 10D các bạn nhé. Câu này là một câu dễ này, tiếp tục. Ôi rồi ôi, một dãy những câu dễ, nhưng mà mấy đứa đừng có nghĩ là ôi trời ơi dễ này chắc hôm nay không cần học đâu nhá. Có vài cái cấu trúc hay hay nó ở đằng sau ấy. Nên mà cứ phải kiên trì. Những cái câu dễ này thay vì cứ làm trắc nghiệm không chịu khó đọc lên đi nhá. You should have your car serviced before going, đúng không ạ? Bạn nên có cái xe mà được kiểu sửa chữa, được xem xét trước khi cho nó chạy, trước khi cho nó xuất phát. Đấy, thì ở đây sẽ là have something done. Vì vậy đáp án của chúng ta sẽ là D, đúng không ạ? Rất là dễ nhá. Tiếp theo câu 12. Đấy, thấy không? Thế bảo bài hôm nay rất là dễ chưa? Quá dễ luôn. Cô xài Word 2019. Đúng rồi em. Trời ơi, sao nhìn nhìn sao biết hay vậy? Sao giỏi thế? Rồi nhá, câu 12. I have a new dress. Chấm 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 for my daughter. Tôi sẽ có cái váy mới được may cho con gái tôi, đúng không ạ? Tức là tôi sẽ có một cái váy mới được người thợ may may cho, được tôi mang đi tặng chứ tôi làm gì biết may, đúng chưa? Thì cái này sẽ là have a something done. Tức là phân từ 3, phân từ 2 đấy, thì đáp án của chúng ta sẽ là D, made. Rất là dễ, bingo chưa? Quá dễ luôn nhá. Rồi, 12D này, eo ơi cái comment này nó nhảy chậm ghê ấy. Các bạn làm đúng hết từ nãy giờ, đúng hết cả lượt là giỏi thế chứ. Có mỗi cái Yến nó sai câu à. Câu 13 nhá, you should chấm 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 a professional to check your house before for earthquake damage. Bạn nên nhờ một vị giáo sư kiểm tra ngôi nhà sau khi mà bị động đất nó phá hủy, check xem nó có xây dựng lại được hay không ấy, kiểu như vậy á. Thì các bạn chú ý nhá, cái này là nhờ vả ai đó làm gì. Nhưng mà vấn đề là mình sẽ có là to verb này, to verb thấy không ạ? To verb thì chỉ có thể đi với động từ gì các bạn? Chỉ có thể là get thôi. Get somebody to do something bằng với have somebody do something là nhờ vả ai làm gì. Bùi Việt Dũng. Bùi Việt Dũng ơi, nếu như mà em chọn have ở đây thì sẽ không có cái giấy từ tu á, đồng chí ơi. Nào banh cái mắt ra, Dũng ơi là Dũng. Không thể là have được nhá, Dũng nhá. Cái này chỗ mình phải chọn đáp án gì ạ? Đáp án D, get. Hả? Nào Tường Vi em ghi cái cấu trúc gì lại make a professional đây? No, 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 no. Cái này là a professional ở đây là giáo sư ấy, các bạn ơi, cái này là một một danh từ mà, danh từ chỉ nghề nghiệp mà. Bạn nên nhờ giáo sư, cấu trúc của mình là make somebody, à xin lỗi, get somebody to do something, nhờ ai làm gì á. Này, cứ have something done là đúng hết là toang đấy. À đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, mình nói cái gì đấy không biết. Thôi chết. Tiếp theo câu 14. Câu 14. Câu 14 nhá. As we may have seen in many films such as The Matrix or iRobot, Robot Hunter chấm chấm chấm. Khi mà chúng ta xem những cái bộ chúng ta mà xem nhiều những cái bộ phim như là The Matrix này hay là iRobot, thì cái bọn robot như thế nào? Bọn robot nó có cái gì để phá hủy cuộc sống của chúng ta nếu như có cái điều gì đó sai sót xảy ra? Thì ở đây chắc chắn là cần điền một danh từ rồi, nhưng cái quan trọng á, là các bạn phải chú ý về cái phần nghĩa của nó để chọn cho nó đúng nhá. Là bọn này nó có gì ạ? Nó có nguy cơ, nó có tiềm năng là sẽ phá hủy, chứ nó không thể là thành công hay là tài năng hay là thành tựu trong cái việc phá hủy cuộc sống của mình được. Thì cái câu 14 này đáp án sẽ là C, potential, nghĩa là tiềm năng các bạn nhé. Cái này là tiềm năng, được chưa? Tiềm năng, ok, done. Rồi, tiếp theo câu 15. Câu 15 lại tiếp tục dễ. People should have their eyes test regularly, đúng không? Có cái gì được làm thì học sinh nên có đôi mắt của mình đã được kiểm tra thường xuyên để xem là dạo này tăng lên mấy độ rồi. Đấy, kiểu như vậy á. Thì cái câu 15 này đáp án sẽ là A nhá. 15A. 15A này. Tiếp theo 16, tương tự làm nhanh mấy câu này dễ quá. Lisa had the roof repaired
yesterday. Tiếp tục áp dụng cấu trúc là có cái gì, được làm gì. Thì chỗ này sẽ là gì đây? Lisa sẽ có cái mái nhà được sửa, à, đã có cái mái nhà được sửa vào ngày hôm qua. Tương tự làm nhanh câu 17 và câu 18 các bạn ơi. Có nhanh quá không nhỉ? Cũng nghĩ là không. Dễ mà nhỉ? Dễ đúng không? Dễ làm nhanh nhá. Câu 17. They have just had air conditioning in their house. Họ vừa mới có cái điều hòa được lắp đặt trong nhà mình. Đúng rồi, hè như thế này mà sống thiếu điều hòa là không có được. Thiếu người yêu, thiếu tình yêu thì ok, chịu được chứ. Tầm này mà thiếu quạt với điều hòa là chỉ có tỏi thôi đúng không mấy đứa? Thì cái câu 17 này sẽ là có cái gì được làm đúng không? Thì sẽ là installed. Được lắp đặt, được cài đặt 17C. Ôi, có vẻ như hôm nay sẽ nhiều 40 trên 40 lắm đây. Tiếp nhá, câu 18 của chúng ta như sau. We rarely have our luggage by porter. Cái từ porter này này các bạn này, tự dưng cô không biết là phải dịch như nào. Những cái người mà đứng ở trước cửa khách sạn ấy mà để chờ để mà khuân đồ cho mình á các bạn, thì mình gọi những cái người đấy gọi là gì? Gọi là người trực ở cổng á. Những cái người mà đứng ở ở cổng khách sạn á, có nghĩa là hay gọi taxi cho mình này, hay là trực chờ để mà vận chuyển hành lý cho mình này, hay là những cái người mà đứng ở đầu toa tàu để nhận nhận khách này, soát vé các kiểu á, người ta gọi, nếu như đứng ở toa tàu thì sẽ gọi là nhân viên phục vụ toa đúng không? Còn cái người mà đứng ở khách sạn tòa nhà lớn thì mình sẽ gọi là người trực cổng, thì mình sẽ dùng từ porter các bạn nhé, được chưa? Porter. Chúng tôi hiếm khi mà có những cái hành lý của mình được mang vác bởi những cái người trực cổng, tức là người ta không có làm á. Thì cái này là have something done thôi. Thì cái câu 18 của chúng ta sẽ là A các bạn nhé. Quá là dễ. Rồi, tiếp theo câu 19. Duy Vũ, tại sao em lại chọn D nhỉ? Tại sao lại là bin carry? Nhầm cấu trúc ha? Nguyễn Cho. Ừ, gọi là porter. Porter nha, porter. Đừng có nhầm với Harry Potter đấy nhá. Harry Potter là hai chữ tờ mà không có chữ R. Hoặc là porter cũng là một từ khác đấy nhá. Chú ý đấy. Rồi, tiếp theo cái câu 19 của chúng ta như sau nhá. Microsoft says that the app Cortana continually learns about its users and it will eventually develop the ability to users needs. Ở chỗ này là đang cần điền một gì ạ? Một động từ đúng không các đồng chí? Và chỗ này quan trọng là mình cần phải biết nghĩa thôi. Microsoft nói rằng cái app Cortana ấy thì cứ đang liên tục tìm hiểu về người dùng của nó, và nó sẽ cuối cùng sẽ phát triển được cái khả năng gì ạ? Khả năng tiên đoán được cái nhu cầu của người dùng các bạn nhé. Thì chỗ này mình sẽ, đáp án của chúng ta sẽ là A, anticipate, nghĩa là tiên đoán, lường trước được. Anticipate các bạn nhé, chứ còn imagine là tưởng tượng đúng không ạ? Link là kết nối đúng không ạ? Indicate là chỉ ra. Thì chỗ này là cái app này sẽ lường trước, sẽ dự tính trước được những cái nhu cầu của khách hàng. Chúng mình sẽ có cái từ anticipate, lường trước, dự tính, được chưa? Trọng âm giờ bằng thứ hai nhá. Lường trước, dự tính. 19A. 19A nhá. Rồi, tiếp theo. Câu chào em Nguyễn Đức. Câu 20. We had the room decorated yesterday. Đấy, đọc luôn, quá là dễ. Have something done, nhắc đi nhắc lại là có cái gì được làm. Chúng tôi đã có căn phòng được trang trí vào ngày hôm qua. Tiếp theo, câu 21 của chúng ta như sau. Rồi, đúng hết này. Ta Hân, Kiều Trinh, Việt Dung, Kiều bingo bingo bingo. Hân ơi, bài dễ lắm nghỉ cái gì em ơi. Trời ơi, bài dễ lắm mà. Dễ quá. Happy. Làm đi, nghe lên. Câu 21. The villagers have had the use of this washing machine explained by this engineer. Dân làng thì có cái cách sử dụng máy giặt được giải thích bởi cái người kỹ sư kia, đúng không ạ? Có cái gì được làm thôi, explained. Tiếp theo. Tiếp theo nhá. Tiếp theo câu 22. Câu 22 của chúng ta cũng là một câu dễ nè các bạn ơi. By, đằng sau giấy từ by chắc chắn là sẽ cộng với một verb in rồi. Verb in thì mình sẽ loại được cái anh bờ, đây là loại với anh đờ. Đấy, anh baby với daddy là loại hết nhá. Rồi, thế bây giờ xem cái verb in là phù hợp nào.
đây lại còn something done thì chỉ có thể là having something done chứ còn cái gì nữa. Bằng cách là có những cái việc nhà mà được làm xong thì chúng tôi có nhiều thời gian hơn cho việc học. Rồi ôi nghe cứ như là cố tấm ấy nhỉ. À, tiếp theo câu 23 của chúng ta như sau nhé. Câu 23 cũng là một câu dễ này các bạn. Câu 23. Although it's fine for figures like to raise cái gì đó. Mặc dù rất là fine, rất là ok cho những cái người như là cái ông này với là cái ông này để gia tăng cái nhận thức về cái sự nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo. Nhưng mà hầu hết đa số các nhà khoa học kỹ thuật á, thì lại đồng ý rằng ôi trời ơi, these problems are far away, những cái vấn đề này còn xa lắm, chưa cần tính đến. Ấy, kiểu như vậy ấy, kiểu một số ông thì bảo là trời ơi không, nếu như cứ phát triển như này một lúc nào đó thì robot nó sẽ thống trị loài người chẳng hạn. Nhưng mà mấy cái ông computer scientist, mấy ông này bảo là không, cái mùa xuân đấy còn xa lắm, so far away. Đấy, các bạn đã hiểu cái tình huống đấy chưa? Rồi, thì bây giờ vấn đề là to raise cái gì? Mình sẽ có cái cụm là to raise awareness about something. Tức là gia tăng nhận thức về cái gì? Được chưa ạ? Thì cái câu 23 này đáp án sẽ là C nhá. Raise là gia tăng nhận thức. Tăng nhận thức về cái gì? Ok chưa ạ? Nha, rồi, quá là dễ luôn. Tiếp theo câu 25. Hôm nay chắc nhiều điểm 10 lắm đấy này. Câu 25 nhá. Xin chào Tuyết, đã vài vào chậm lại còn. Thoải mái đi. 25, à nhầm, 24. Speech, chấm chấm chấm, is the ability of the computer to understand a human talking to it. Ôi giời, câu này đứa nào mà thạo công nghệ khoanh lẹ chứ còn cái gì nữa. Cái này là cái gì à? Cái nhận diện giọng nói đúng không ạ? Nhận diện giọng nói của mình có cái từ gì các bạn? Nào, nhận diện giọng nói là cái khả năng của máy tính có thể hiểu được con người ta đang nói cái gì á. Thì cái câu 24 này, đáp án của chúng ta sẽ là recognition các bạn nhé. Đáp án là B. Đây, speech. Recognition này. Là gì nhỉ? Sự nhận diện giọng nói. Quá là dễ luôn đúng không? Nói chung bây giờ lười lười ấy, không vuốt mình chả cần phải gõ nữa, mình cứ nói tròn vành rõ chữ là nó tự nhận được, nó gõ luôn cho mình à. Sao rồi cứ lười lười ấy, chỉ dùng mồm thôi, mấy đứa tay chân là cứ tiêu biến hết luôn. Chết dở. Con người ta mấy triệu tỷ năm sau chỉ có mỗi cái đầu to đây, tay chân tiêu biến, chết dở, không được. Tiếp theo câu 25. Câu 25 nhá. 25 các đồng chí đang chọn cái gì đây ạ? 25 chọn C. Thế nào chọn C đấy ạ? C này ăn hành bây giờ. Tức cái lồng ngực á. Đào Thủy Tiên. Tiên ơi là Tiên, cô không nghĩ là em sẽ sai câu này đâu Tiên ạ. À. Thật sự luôn. Thanh Thúy nữa nhá. Thanh Thúy này, Thủy Tiên và Duy Vũ. Em ơi, em bị sao vậy? Cô hay lắm. Tại sao lại chọn C? Wish mà. Trời ơi, cái cấu trúc của tôi là gì đây? Có cái gì được làm mà, have something done mà. Từ nãy đến giờ làm mà sao tự dưng là bây giờ lại sai vậy? Cô cứ nghĩ là làm từ nãy đến giờ thì phải đúng chứ. Nào, câu 25 nhá, have something done. Chính phủ có những cái ngôi nhà mới này được xây trong cái khu vực nông thôn ạ. À. Thì cái câu này đáp án phải là build. Ok, 25 bờ, các đồng chí ơi. 25 bờ nhá. Tiếp theo câu 26 NASA sao ạ? Tương tự này, cứ áp dụng cấu trúc là have something gì nhỉ? Have something done một cái là ok không? Have somebody do something, còn have something done đây, have something done explore luôn. Trời ơi. Buồn lòng phải không cái chứ? Đấy, được chưa? Rất là dễ mà. Tương tự câu 27 nhá. She is going to have her wedding dress. Tiếp tục have her something done. Sẽ là cut thôi. Tại vì cái động từ cut này, phân từ 2 của nó cũng là cut nhá. Cut, cut, cut. Thì 27 đáp án sẽ là C được chưa ạ? 27C nhá. Thu Hà. Hai cái đứa này. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo của chúng ta như sau. 28. Smartphones are a great example
After chấm 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 of artificial intelligence. Cái này chọn cái gì đây các bạn? Cái này dễ. Thì ở đây á, smartphone nó là gì ạ? Nó là một vật dụng, nó là một thứ mà. Đó, đáp án của chúng ta sẽ là application, application trong âm dương vựng thứ ba các bạn nhé. Nó sẽ là một thứ. Ví dụ về cái gì nhỉ? Về trí tuệ nhân tạo, đáp án của chúng ta sẽ là A, được chưa? 28A nhé. 28A các bạn ơi. 28A. Tiếp theo câu 29 của chúng ta như sau. Câu 29 nhé. Ôi, tuần này là mùng 2 tháng 9 rồi đây này. Thứ mấy nhỉ? Thứ năm. Buồn quá, năm nay nghỉ lễ, nhưng mà nghỉ lễ là cứ phải nằm ở nhà thôi các bạn ơi. Nằm ở nhà buồn lòng nhiều. Cũng hơi buồn nhưng mà không biết làm sao. Tiếp theo nhá. Câu 29 các bạn comment đi các bạn. Câu 27 tại sao lại C á? Tại vì đây em, cô ấy sẽ có cái váy cưới của mình được được cắt, tức là được được tỉa lại, được cắt bớt vải đi chẳng hạn, hiểu không ạ? Thì sẽ là have đây chị. Have này. Something này. Done, tức là phân từ hai của động từ cắt cũng chính là cắt luôn đấy em. Hiểu không ạ? Cắt 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 nhá. Rồi, câu câu 29 thì các bạn comment câu 29 vô xem nào. Câu 29 nhá. Câu 29 đáp án của chúng ta sẽ là bờ các bạn ạ. Nhiều bạn cô nghĩ là sẽ kiểu nhìn come to đằng sau to là cộng với một vấp nguyên đúng không? Nhưng mà chỗ này không phải là come to vấp nguyên đâu. Suy nghĩ như thế thì cũng có vẻ là đúng đấy. Nhưng mà thực chất đáp án của chúng ta nó phải là B cơ, phải là bờ các bạn nhá. 29 bờ, mình sẽ có cấu trúc là gì nhỉ? Xem nào, AI thì cho phép máy tính có thể làm nhiều thứ tốt hơn con người. Khi bàn về việc, đặc biệt là khi bàn về việc với những là cái khối lượng, đặc biệt là những cái việc mà phải lốt những cái khối lượng dữ liệu lớn hiệu một cách hiệu quả và chính xác, cái kiểu như vậy á, thì ở đây chúng mình sẽ có cái cụm là when it comes to doing something, được chưa? Là gì nhỉ? Khi bàn về việc làm gì đó, khi bàn về việc làm gì đó. Vì vậy chỗ này đáp án của chúng ta sẽ phải là bờ các bạn nhé. Câu 29 đáp án sẽ là bờ, cấu trúc when it comes to doing something, khi bàn về việc làm gì đó, khi đề cập đến cái vấn đề gì. Ok, rồi tiếp theo câu 30. Câu 30 câu 29 bờ nghe cũng nói mới sợ chứ. Câu 30 các bạn chọn gì nào? It's about time you had your house white whitewashed. Ừ, đúng rồi, have something done, có cái gì được được làm gì đúng không ạ? Thế white là màu trắng, còn wash là rửa đúng không? Có ngôi nhà được rửa thành màu trắng. Tức là sao ạ? Cái từ white wash của mình là quét vôi trắng á các bạn, là quét vôi á, thì chúng ta sẽ có ngôi nhà của mình được quét vôi lại. Đáp án sẽ là bờ, nhớ nhá, white wash nghĩa là quét vôi. Rồi, tiếp theo câu 31 của chúng mình như sau ạ. Câu 31, there is no doubt that the technology of artificial intelligence in the wrong chấm 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 can cause mass destruction. Thì cái câu 31 này nhá, câu 31 của chúng ta như sau. Không còn nghi ngờ gì nữa. Không còn nghi ngờ rằng là nếu như là cái công nghệ về cái trí tuệ nhân tạo này mà sao in the wrong gì đây? In the wrong gì? Câu 31 rất là dễ nhá, in the wrong hand. Tức là sao rơi vào tay kẻ xấu thì nó sẽ gây ra hàng loạt những cái sự hủy diệt rất là nghiêm trọng. Đấy, nói chung là cứ xem phim Mỹ nhiều á, phim Mỹ đúng không ạ? Phim hành động và các kiểu là cứ thấy nhân vật xấu nào thống trị thế giới các kiểu là những cái vũ khí bí mật mà rơi vào tay kẻ xấu các bạn. Thì ở đây mình sẽ có cái cấu trúc rất là hay là get này. Động từ get cũng được nhá. Hoặc là for something, something get hoặc là for này. Into hoặc là in cũng được. The wrong hand. Tức là gì ạ? Rơi vào tay kẻ xấu. Trời ơi, cái chữ gì đây trời ơi, khiếp đời. Rồi, được chưa? Rơi vào tay kẻ xấu nhá, wrong hand. Rồi, tiếp theo câu 3, 32 của chúng ta như sau. Câu 32 nhá. Intelligent robots
carry out many different tasks, such as những cái con robot thông minh á thì sao ạ, sẽ có thể thực hiện được rất là nhiều những cái nhiệm vụ khác nhau, như là cái sự vận chuyển tự động ở trong nhà máy này, hay là sửa ống này, hay là khám phá ra những cái vùng, những cái khu vực mà nguy hiểm. Thì ở đây sẽ là mình sẽ có cái cụm là tự động vận chuyển nhá. Tự động vận chuyển của cái câu 32 này sẽ là đây, sẽ là it automated delivery, tức là sự tự vận chuyển. Được chưa? Rồi, tiếp theo câu 33 của chúng ta nhá, câu 33 này. Câu 33, I'd like to have my shoe. Ui, quá dễ, phanh nhanh lên C. My shoe repaired at once. Tôi muốn là có cái đôi giày của mình được sửa ngay lập tức chứ tôi không có muốn chờ đâu. Rồi nhá. Tiếp theo, câu 34. My grandmother had a tooth filled last week. Đúng không ạ? Bà của tôi thì có cái răng đã được lấp đầy vào tuần trước rồi. Have something done thôi. Khoanh nhẹ nhàng đáp án C. Và cái từ cuối cùng của chúng ta cũng rất là dễ để mình cũng làm mấy cái câu từ đồng nghĩa này, từ đồng nghĩa hay hơn này. We had the roof mended last year. Chúng tôi đã có cái mái nhà được sửa vào năm trước rồi. Cái từ mend là sửa chữa bằng với từ fix, bằng với từ repair. Được chưa? Nghĩa là sửa chữa. 34C, 35C tiếp nhá. Rồi, viết mà toàn C thế này. Have something đang chiếm cả bài tại vì cái phần ngữ pháp trọng tâm nó vào đấy. Ai biết được cái ngữ pháp nó lại dễ thế nhỉ? Rồi, bây giờ chúng mình sẽ đến với 5 câu. 5 câu này là các bạn phải tìm cho cô những cái từ gì nhỉ? Những cái từ đồng nghĩa của nó các bạn nhá. Rất là dễ. 5 câu này. Câu đầu tiên, đây các bạn nhìn đi. Tìm từ đồng nghĩa nhé các bạn nhá. Đấy, nói chung là học ngữ pháp tiếng Anh đâu phải cái nào cũng khó đâu, mấy cái cấu trúc này dễ ẩn ợt mà cả cái unit chỉ học cái đấy thôi. Tiếp theo nha, cái câu 36 của chúng ta xem là cái từ đồng nghĩa với cái từ eradicate nó là cái gì. Cái từ eradicate trọng âm dư và âm thứ hai các bạn nhá, eradicate. Câu 35C rồi mà Dương Thanh. 35C rồi, mend bằng fix bằng repair đấy. Rồi cái câu 36 này, bằng cách phát minh ra những cái công nghệ mới mang tính cách mạng á, xem nào, thì một cái sự siêu việt như vậy có thể giúp chúng ta tiêu diệt được chiến tranh này, bệnh tật này, sự nghèo đói. Cái từ intelligence là thông minh rồi đúng không? Nhưng lại kiểu super intelligent cơ thì mình sẽ dịch nó là cái sự siêu việt, trí tuệ siêu việt các bạn nhé. Thì ở đây mình có cái động từ là eradicate, nghĩa là tiêu diệt. Bây giờ đồng nghĩa với nó sẽ là cái gì? Đồng nghĩa với nó sẽ là đáp án A. Đáp án A của chúng mình sẽ là có cái từ gì đây? Exterminate, 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 nghĩa là tiêu diệt, diệt trừ. Tiêu diệt, diệt trừ. Hai từ này bằng nghĩa nhau nhá. Thế bây giờ mình cùng khám phá xem là những cái từ khác nó có nghĩa là gì nào. Cái từ này, cái từ tiếp theo. Đố các bạn biết cái từ bờ nó nghĩa là gì đấy. Cái từ bờ của chúng ta là illiterate. 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 Nó là một tính từ, nghĩa là gì ạ? Nghĩa là mù chữ, nghĩa là thất học, hoặc là có thể dùng một cái nghĩa khác là không hiểu biết về cái gì. Ví dụ kiểu, trời ơi, chả hiểu biết về khoa học á. Đấy, thì sẽ dùng cái từ illiterate này cũng được. Nhưng mà cái tính từ nghĩa đầu tiên của nó sẽ là mù chữ, thất học các bạn nhé. Illiterate, mù chữ, thất học. Đấy, nốt lại để lỡ không may hôm sau người ta lại bắt mình chọn cái từ gì đó đối nghĩa cái từ này, mù chữ thất học là có học đúng không, là learned đấy. À, cần cẩn thận nhá, chú ý một chút. Tiếp theo là cái từ gì đây, tiếp theo là cái từ động từ erect. Erect nghĩa là dựng lên, dựng lên. Erect động từ dựng lên nhá. Và từ cuối cùng cái từ generate nghĩa là tạo ra, không nói nhiều này. Rồi tiếp theo cái câu 37 của chúng ta như sau. Cái câu 37 nhá, 37. Ừ, phần này ghét, tại ghét là nói chung là không biết thì sẽ ghét thôi, chứ còn biết thì là bình thường là không có ghét. Thảo bao muộn thế. Nào, NAL arms. Cái từ arms ở đây các bạn đừng có dịch là gì nhỉ? Là cánh tay ấy nhá. Ở đây là một cuộc chạy đua vũ trang
của cái trí tuệ nhân tạo á, có thể dẫn đến một cuộc chiến gì đây, dẫn đến một cuộc chiến mà gây ra thương vong hàng loạt. Eo ơi, khiếp, thương vong đã kinh rồi, đây nó lại là còn thương vong hàng loạt. Mass casualty, casualty, mình có cái từ casualty nghĩa là người thương vong, nghĩa là nạn nhân. Trọng âm dương vật nhất, đọc lại nào, casualty, được chưa? Casualty. Thế bây giờ đồng nghĩa với cái từ nạn nhân, cái sự thương vong, cái sự mất mát này nó là gì? Từ này là nạn nhân nhá, nạn nhân này gọi là sự thương vong này, chưa? Thế bây giờ đồng nghĩa với cái từ này nó sẽ là gì các bạn? Câu 37 này, mấy đứa đang chọn đáp án là bờ. Mortality, mortality, đúng rồi. Bình thường là mình hay có cái từ mortal là chết đó, đúng không? Thì đây là danh từ của nó, mortality là sự chết toi, sự thương vong. Hai từ này đồng nghĩa với nhau, được chưa? Đồng nghĩa với nhau, đúng rồi nhá. Tiếp theo thì bây giờ mình sẽ cùng nhau xem lại một số những cái từ khác đi, những cái từ bên cạnh. Ví dụ như cái từ generate. Cái từ generate nó lại động từ là gì nhỉ? Sự tạo ra đúng không? Generation là danh từ của nó. Thì bây giờ mình khi mà mình thêm cái cái từ generation đó, danh từ là sự tạo ra, sự phát ra. Thế bây giờ mình thêm cái tiền tố re vào, regeneration, mình sẽ dịch là sự cải tạo, sự đổi mới, sự phục hưng, được chưa? Sự cải tạo, sự đổi mới. Mấy cái từ này học hết đi các bạn nhá, phải học đấy, tại vì sao, nó rất là dễ mà, tại vì mình đã biết cái từ gốc là generation rồi đúng không, thêm có mỗi cái tiền tố thôi thì chịu khó học thêm vào. Tiếp tục với cái chữ C của chúng ta, cái chữ C này là cái gì đây? Yếu ơi, cái này gặp nhiều lắm rồi nhá. Devastation, devastation nghĩa là sự gì ạ? Sự tàn phá, devastation, sự tàn phá, nó bằng với từ gì? Destruction đấy, sự tàn phá. Và cái từ nhẹ nhàng nhất trong cái đám này đó là từ conflict. Conflict là sự xung đột, đúng không? Ví dụ kiểu, ui dạo này tôi đang có xung đột với bố mẹ chẳng hạn, thì mình sẽ dùng cái từ conflict này, được chưa? AL là nhôm. AL là nhôm, còn cái này là AI mà má ơi. Trời ơi là trời, chết mất. Nói thế chứ cũng chả biết AL là nhôm đâu, ngày xưa cô học dốt quá lắm. Đặc biệt là cái phần gì nhỉ? Cái phần cân bằng phương trình của khóa là dễ nhất đúng không? Nhưng mà lúc nào cô cũng cứ làm sai. Tất nhiên cô biết là H2O, à cái gì nhỉ? H2 cộng với O2 là bằng HOHO thì cô biết rồi. Nhưng mà mấy cái phức tạp hơn thì không biết đâu. Ngày xưa cứ suốt ngày cứ gì H2SO4 với HCl ấy. Trời ơi, thật là khó khăn mà. Cuộc sống thật là khó khăn khi mà va phải môn hóa ấy các bạn ạ. Cô tiếp lớp cô 38, nói đến hóa cái cô lại đau hết cả đầu, chả tập trung được nữa, tự dưng đau đầu luôn ý, khổ. Ayu, thế nào? Is, à xin lỗi, lại còn is, if a super intelligent system, nếu như một hệ thống siêu việt được giao cho một nhiệm vụ đầy tham vọng, thì nó có thể tàn phá cái hệ sinh thái của chúng ta như là một cái tác dụng phụ của nó. Trời ơi, khiếp, chồng nghe dọa sợ thế nhỉ. Thì ở đây nhá, mình sẽ có cái từ aside effect nghĩa là tác dụng phụ, không ạ? Còn cái từ havoc, cái danh từ havoc này, havoc nghĩa là sự tàn phá. Ủa cái từ này hay thế nhỉ, nó bằng với cái từ devastation ở câu C các bạn. Nốt lại nhá, hai từ này bằng nhau, thấy chưa? À không, hai từ này bằng nhau, cô phải bôi cho nó màu khác, cho các bạn chú ý nó. Đây màu xanh tức là một cặp nhá, một cặp xanh mướt trời nghĩa là gì nhỉ? Sự tàn phá, havoc, sự tàn phá, được chưa? Nói chung là nó sẽ có tác dụng phụ, cái gì chẳng có tác dụng phụ đúng không? Thì ở đây nhá, aside effect là tác dụng phụ. Thế bây giờ tác dụng phụ nó sẽ đồng nghĩa với cái từ nào đây? Xem nào, a great benefit. Ôi, có một cái lợi ích to lớn, nghe một phát mà biết không phải rồi. Tác dụng phụ thường thì là một cái điều gì đó xấu đúng không các bạn? A positive effect, một cái hiệu ứng tích cực, không phải này, chỗ này chỉ có thể là A thôi nhá. Và ở cái từ A ấy, mình sẽ chú ý cái từ tính từ giúp cô, adverse.
adverse nghĩa là ngược, không thuận, chống đối. Có cái tác dụng chống đối thì rõ ràng là tác dụng phụ rồi còn gì nữa, thì sẽ là an adverse effect. Còn cái sum merit ở đây, cái từ merit của chúng ta ấy các bạn, cái từ merit này thì nghĩa là giá trị nhá. Dạ. Cái merit này nghĩa là giá trị này. Còn cái anh a side effect nó sẽ bằng an adverse effect, được chưa? Rồi nhá, dễ nhá. Thì cái câu 38 của chúng ta sẽ là a, đây cái gì à, dưới mũ không phải đâu. À nhá, có mỗi hai câu này. Các cô đã vượt qua hóa và lý á cô? À em, hóa và lý á. Thực ra hóa là ngày xưa cô ăn ở tốt xong là được các bạn nhắc bài cho. Chứ còn lý là cũng phải học lòi á. Lý là phải học. Học sao học mãi thi được 6 điểm. 6 điểm là học cái phần cơ bản nữa đấy. Học để đi thi cho nó qua môn, chứ còn cô thì thi khối D. Nhưng mà cô thấy ngày xưa lúc đầu cô định khối D là từ đầu rồi. Xong rồi nhát học văn các bạn ạ. À, kiểu nhát học thuộc eo văn nhiều chữ á. Sao thôi. Hay là mình đi học lý đi, thi toán lý anh cho nó dễ. Tại vì lý kiểu thấy mọi người review là chỉ cần học thuộc công thức các kiểu thôi không. Trời ơi, sau hơn 3 tháng đi học thêm, cái phần công thức lý nó dài như cái sớ luôn á các bạn. Cô chưa bao giờ thấy cái sớ nó dài như vậy, sao cô hãi quá. Nhưng mà cô vẫn phải học theo, tại vì mình vừa mới chuyển như thế nhá. Xong bây giờ lại bảo mẹ ơi, bố mẹ ơi, con không muốn học lý nữa, tại vì con không học được, con ngu quá mà chết à. Thế là cứ phải theo đấy, theo rồi cô đấm ăn xôi thi được 6 điểm. Trời ơi là trời, chết dở. Tiếp theo nhá, câu 29 của chúng ta như sau. À nhầm, câu 39. 39 các bạn đang chọn C. Quá là dễ rồi. Nhờ những cái đột phá gần đây, breakthrough là đột phá nhá. Nhờ những cái đột phá gần đây thì sao ạ? Thì những một số những cái cột mốc của cái trí tuệ nhân tạo này thì cũng đã đạt được rất là nhiều rồi, khiến cho nhiều chuyên gia đã nghiêm túc xem xét cái khả năng siêu thông minh trong cái cuộc sống của chúng ta. Thì ở đây cái milestone nó sẽ bằng cái từ landmark, là điểm mốc, dấu mốc của cuộc đời. Các bạn có thể dùng cái này nhá. Nói chung là năm sau đấy, cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 sẽ là cái landmark, sẽ là cái milestone, sẽ là cái điểm mốc của cuộc đời các bạn chẳng hạn, được chưa? Cái từ setback thì nghĩa là thất bại, drawback là hạn chế, đúng không? Cái từ commence là sự khởi đầu. Vì vậy đáp án của chúng ta thì phải là gì? Phải là landmark thôi. Tài C nhá, nhẹ nhàng, phanh phát. Chốt câu cuối cùng nào. Chốt câu cuối cùng các bạn ơi. The door we escaped through had an automatic lock, but we didn't know that. Cái cánh cửa chúng tôi thoát ra ngoài có khóa tự động á, nhưng mà chúng tôi lại lại không hề biết điều đó. Xem nào. Bốn mươi D à, kinh nhờ. Chốt nhanh thế, chắc không? Chắc luôn nhỉ. Thì ở đây mình sẽ có cái từ là pre-programmed, tức là được lập trình trước. Được lập trình trước rồi thì nó sẽ bằng với cái từ automatic là automatic lock, khóa tự động, đúng không? Nó sẽ bằng với pre-programmed lock, tức là cái khóa mà đã được lập trình từ trước. Vì vậy chỗ này đáp án của chúng ta sẽ là D nhá. Còn cái từ manual là thủ công này. Hand operated là vận hành bằng tay. Đây, cái cửa bình thường của mình, khiếp bình thường mình chẳng biết là cái đo rồi. The door, đúng không? Nhưng mà hôm nay mình muốn văn vẻ. Thưa cô, nhà em là có ba cái cánh cửa vận hành bằng tay. Đấy. We have three hand operated doors in our house. Nghe nó sang hẳn nhỉ? Nghe nó sang mồm dã man, nhưng thực ra nó chỉ là cái cánh cửa bình thường thôi các bạn. Hand operated. Ôi, trời ơi. Còn cái từ intentional là có chủ đích. Rồi nhá, thì cái chỗ này chốt của chúng ta đáp án sẽ là 40D. Dễ không? Quá là dễ, manual làm bằng tay nhá. Làm bằng tay này, cái này là vận hành bằng tay. Ok chưa? Intentional là có chủ đích. Rồi, vì vậy đáp án của chúng ta sẽ là 40D, được lập trình từ trước. Trời ơi, sai từ đây chính tả buồn. Ok, yeah, cuối cùng cũng đã xong, rất là dễ dàng. Cô thi khối D mà em. Milestone là đá trí tuệ trong game hả? Thôi, nói chung là các bạn cứ chịu khó học hành đi, không học được cái môn nào thì mình chịu khó dẹp nó sang một bên, xem cái ưu thế của mình là cái em nào thì mình sẽ tấn công và tán tỉnh thôi, đúng không? Nhưng mà nói chung là tiếng Anh thì
ưu thế hay không thì cũng chả thể bỏ qua được đâu, nên mấy đứa khối A cũng lười cứ học đi, sau lên đại học cũng chả thoát được. Nói chung cứ phải học, phải học, không đi đâu mà thoát được các bạn. Học sớm lúc nào thì giỏi, trước lúc nào thì đỡ phải thôi, đúng không? Nào, rồi nhá, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tổng kết xem hôm nay có bạn nào được 40 trên 40 không nào. Chia sẻ đây, xem có đứa nào được 40 trên 40 không. Cái gì đấy, chia sẻ kinh nghiệm học hỏi sinh á. Dã cầm man, cô chả biết cái gì đâu. Sinh thì hỏi. Thôi, cô sợ lắm, ngày xưa sinh là cứ suốt ngày cái gì ADN, ARN các bạn. Thôi cô cũng sợ hãi, nói chung là cô không biết. Cái gì đấy, cô lừa đảo cái gì đâu à Thanh, đấm cho bây giờ. 1 trên 40 hài heo, ý là 39 trên 40 hả? Trời ơi, em ơi, nhìn cái Thành kìa, 39 trên 40 khóc khóc ghét ghê. Sai câu nào thế? Sai câu nào đấy? Ôi trời ơi. Thôi nói chung là cái phần này quá là dễ đúng không? Quá dễ, quá dễ. Nhưng mà vẫn không có đứa nào được tuyệt đối, buồn lòng thấy chưa? Thứ tư lại tiếp tục nhá. Thứ tư là sẽ không về cái phần have something done nữa đâu. Thứ tư mình sẽ có một loạt những cái phần cấu trúc mới. Vậy là từ mới. Các bạn chú ý một chút nha. Để chúng mình sẽ hẹn gặp lại nhau vào tối thứ tư. Còn bây giờ thì Netflix and chill. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ nhá. Hà Nội đang mát quá trời luôn. Nãy vừa mới có sấm chớp nhưng mà chẳng có mưa gì cả. Còn có bà. Có gì giờ mới vào là dở rồi, mới giờ hết rồi bên này. Thôi hẹn em tối thứ tư tuần này nhá. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ tư nha. Cô tắt livestream đây.